Chiều ngày 18 tháng 9 năm 2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị tọa đàm trực tuyến toàn quốc về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên trong tình hình mới. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. Tại điểm cầu Long An, trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đinh Ngọc Lâm chủ trì. Trên cơ sở đề dẫn tọa đàm theo báo cáo số 244 của Ban Tuyên giáo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 10 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên trong tình hình mới. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả cũng như những hạn chế sau 10 năm thực hiện chỉ thị số 17, đồng thời nêu ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng nhằm góp phần tạo sự thống nhất trong đảng, sự đồng thuận trong xã hội, ngăn chặn, đẩy lùi các thông tin xấu độc, đưa thông tin tích cực lan tỏa nhanh trở thành dòng thông tin chủ đạo trong đời sống xã hội. Tại buổi tọa đàm, các báo cáo viên đã được nghe 14 tham luận của các địa phương, đơn vị trong cả nước về những nội dung quan trọng trong công tác tuyên truyền miệng, cũng như kiến nghị những khó khăn vướng mắc còn gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.